không nhất thiết phải vào select vào vào mid đâu, chỉ cần anh chỉ cần một đứa vào được đứa xem màn hình nó vào để show đi thôi. Và kê xem luôn màn hình. Xem này nó anh xem không phải em xem. Không nhé, lưu lại. Xem của em anh. Tốt như đi rồi. Đô tách như nào? Ba chấm. Mày. Thế bây giờ anh chỉ cho đỡ cách dùng Mento Manor để serve model. Okay, thì cái này anh có hai phần. Đầu tiên là anh sẽ tập tiên mình cái Mento Manor thì nó cần mình phải tạo một cái QG model trước đó. Thì cái này là mình có rồi, thế nên anh dùng luôn. Đầu tiên thì ok, cái này kiểm tra cú đạp. Bây giờ anh sẽ load cái model nó lên. Theo cái Python Landing thì nó có cái hàng load from checkpoint này. Anh chỉ cần lấy cái checkpoint mà xong. Và cần những cái FM1. Ừ, chơi. Thế cái máy mình không FM1 được. Chốn. Không máy không FM1 được. Bữa có cái thế nhỉ? Thế đi. Đây không to là cái chữ. Đây là anh không to rồi. Đây là anh hai. Tóm lại là mình sẽ đầu tiên mình sẽ load cái checkpoint của cái landing module của mình trước á. Thêm mấy thông số UNET với cả Quaterium. Bởi vì cái checkpoint này khó. Cái map device này thì tôi cứ mặc định để nó đấy đi. Xong rồi anh chuyển nó thành TypeScript. Thì TypeScript ở đây là cái gì? PyTorch nó có hai mode. Mode đầu tiên là eager mode. Cái eager mode này thì nó là mấy cái PyTorch bình thường của mấy đứa ấy. Tức là cái code PyTorch bình thường với cả PyTorch này bình thường trên nó sẽ chạy thêm Python runtime. Còn cái mode thứ hai là script mode. Thì cái này là sử dụng đặc biệt cho cái quá trình infer hay là cái quá trình predict ấy, mình deploy cho nó nhanh. Cái này nó có mấy cái thuật toán tối ưu của nó. Cái này quyền hạn của PyTorch nó tự tối ưu cho mình. Thì cái này nó sẽ model nó sẽ chạy được nhanh hơn. Thế nên chuyển đây là cái TypeScript này là một cái chuyển của PyTorch landing. Mình cần chấm TypeScript rồi được. Bây giờ đây nhìn vào cái type của nó. Cái type đầu tiên là một cái UNET bình thường, là cái landing module của mình. Xong rồi cái lúc mình chuyển sang TypeScript thì nó biến thành recursive recursive script module. Tôi có nhìn nhưng mình và tóm lại là cái type của nó bị đổi. Ok, cái preprocess này cũng không có gì. Đây đến bước đây là bước của cái phần Mento Manor. Thì để mình có thể serve được cái Mento Manor này mình cần tạo một cái model vào trong cái mình phải new cái model này vào trong cái local Mento của mình. Thì đây là cái code của nó. Mình thấy anh đang dùng cái TypeScript nên anh phải sử dụng cái TypeScript ở đây. Nhưng mà nếu mà dùng PyTorch Lightning thì cũng có cái PyTorch Lightning của nó. Như thế này. Đấy. Nhưng mà anh không dùng cái Lightning cho nên anh cứ để TypeScript. Nó cũng có PyTorch bình thường, không chỉ nhất thiết một PyTorch Lightning. Anh save cái model này lại với cái tên là anh để UNET TypeScript model thì đây, model sau khi anh chuyển thành TypeScript. Cái signature này quan trọng.
cái signature này là sẽ thể hiện rằng em dùng cái hàm cái function nào để predict. Thì cái PyTorch Lightning nó sẽ sử dụng cái core này. Nếu mà PyTorch bình thường ấy thì cái core này thì em sẽ sửa thành predict như thế này, đúng không? Bởi vì trong cái class của PyTorch thông thường em hay có def một cái hàm predict ở ngay dưới, thì cái, tức là ở đây nó sẽ gọi đến cái signature ở đây nó sẽ gọi đến hàm predict khi lúc mình infer. Thì PyTorch nên dùng call, nên để là call. Và cái cũng hay của nó là cái PyTorchMN này nó cho phép mình infer dạng batch, để batchable, để là true. Và mình PyTorch của mình thì batch size nó là cái dimension đầu tiên, cho nên nó số 0 ở đây. Thì sau khi print ra, khi anh save nó xong rồi anh print ra, anh có một cái model. Và cái tag là chính là cái tên mà anh vừa đặt, và nó cũng có cái ID gì ấy đằng sau nó. Thôi có nhìn không? Đây, sau khi mình chạy xong cái này thì nó sẽ lưu vào trong cái local bên tổ của mình. Em có thể print nó ra bằng cái lệnh bên model list là mình đi kê nó ra. Thì ở đây là anh chạy sẵn rồi. Thì nó chính xác là vẫn là cái hai cái trên dưới này y hệt nhau. Cái tên của nó với cái tag nó không có kích thước của mình, cái này cũng không phải là nặng lắm. Thì xong rồi là anh phải chuyển nó thành văn thư. Đơn giản mình chỉ cần dùng cái chính xác cái hàm này về vento mà nó to script, nó cũng giống như cái trên này. Thay vì anh save thì bây giờ anh sẽ lấy nó ra, tức là anh có trong local rồi, thì bây giờ mình có thể lấy nó ra. Anh chuyển nó thành to runner. Thì bây giờ nếu mà em thay vì mình làm thế này, mình cũng có thể run bằng bên tôm bằng form cái save model anh để trên người to run hay được, nhưng mà thôi anh get ở đây luôn. Để cái get này có cái lợi của nó là em giả sử là em có thể cái model này em có thể lưu trên cloud của Bento. Thì xong rồi em thì cái việc get này thì em chỉ cần thì nó sẽ pull về từ cái cloud đấy, rất là tiện nếu mà máy em không có cái model này, thì chỉ cần pull về từ trên cloud xuống là được. Ok, tiếp đến mà cái này chưa nhắc đến luôn. Đây thì anh có test thử một cái ảnh để show lên cho trông như này. Anh transform nó predict xong rồi đây, transform nó xong check có anh thêm cái path size. Đây mình sẽ run cho mình đi qua cái runner vừa nãy, vẫn dùng lệnh run này đưa qua, thì mình sẽ đưa ra được một cái torch check giống EC như mà mình chạy model path size số color hay width. Ok, xong rồi anh chuyển nó thành dạng 0.1 từ probability sang 0.1, thì xong rồi anh show nó lên đây. Thì đây chính là cái ảnh sau khi vừa xong. Thì tức là em có thể thấy ở đây rằng anh đã từ cái landing module bình thường anh chuyển thành torch quick và biến thành bento mono runner, nó chạy giống easy như cái module bình thường mình. Thì bây giờ mình serve lên serve tức là deploy cái module này như thế nào. Đây anh có cái service.py ở đây. Thì cái này nó sẽ thực hiện cho mình cái công việc đấy. Anh sẽ cho cái device này, xong ở đây cái runner, cái get run, cái runner get này giống EC như cái phía trên. Đây, giống EC. Thì bây giờ anh cái này quan trọng, anh sẽ cần chuyển nó thành cái bento service của nó. Tên ở đây thì em thích tên như nào cũng được. Cái runner thì anh có một cái chính là cái trên. Nếu mà em có nhiều runner thì cần thêm vào list này là được. Hàm preprocessing với cả hàm muscle vào đây thì anh copy sang chứ không có gì. Ok, thì đây cái phần này quan trọng. Đây để ý rằng cái tên của cái service của anh để là ship segment. Thì ở dưới này anh cũng phải viết rõ ràng là ship segment nhé. Nếu mà em để tên khác thì em cũng phải viết về dưới này khác.
thì chấm API. Cái này sẽ nhận đầu vào là một cái ảnh này được import từ pentomer.io. Đây là image. Đầu ra thì anh cũng đưa về một cái ảnh image. Thì ok, anh sẽ tạo một cái function để test một cái function để chỉ cần nhận đầu vào chính là cái image của mình. Em thích để tên là gì? Để thì ở đây anh đơn giản chỉ là anh đi forward thông đây runner trong run giống y xì cái vừa nãy mà anh show, thì anh chỉ đưa qua để infer cái model thôi. Thì ok, có được cái này rồi, bây giờ làm thế nào để mình search lên đi. Thế bây giờ em đã có cái bento đúng không? Đây bento mà là model list. Đây anh có chính xác cái vừa nãy mà anh đã save. Thì mình sẽ muốn serve cái bento này. Anh chuyển được thì anh sẽ vào cái folder bento, bởi vì anh new trong cái folder đấy. Đây này, trong cái zip detector anh có cả một cái folder bento, thì anh có để cái file service file ở đây. Ok, thì anh vào trong đấy rồi. Thì cái lệnh serve ở đây là gì? Serve mình chỉ cần bento.ml serve với cái, xong rồi mình specify cái tên của nó, service file hai chấm xong mình sẽ điền cái mình sẽ điền cái service mà mình vừa specify ở đây, là cái bento mà nó chấm service này, là cái zip segment này, mình copy nó vào viết vào đây. Không nhất thiết phải chấm vào. Ok, xong mình chạy lên. Đấy, chạy xong thì nó cho mình một cái link của host, thấy không? Thì em có thể vào cái link này. Đây anh dùng Postman chạy cho mình. Đây. Anh tạo sẵn cái Postman với cái đường link localhost và source segment. Thì cái source segment này chính là cái dev mà anh đã để như gì đây. Đây có cái ngay dưới kẻ cổng segment, mình viết đúng như C nhé, đúng như CT mà nói nhé. Đây source segment, xong rồi anh đưa cái, để nhớ để mình đang muốn request, thế nên mình sử dụng cái post này. Hay là cho anh tạo cái mới, tạo một cái request mới cho dễ nhìn. Để cái link đúng EC localhost mà nó đưa ra. Đây, em để ý đây. Port 3000. Thế nên anh cũng lấy cái segment của nó. Thế bây giờ mình sẽ muốn đưa cái image của mình vào, bởi vì mình nhận đầu vào là input là image mà, và đầu ra cũng sẽ là một cái ảnh. Thế nên mình sẽ vào cái body này, form data. Cái ở đây là mặc định là text, anh chuyển nó thành file. Và cái value sẽ file ở đây này. Em bây giờ anh cho cái ảnh gì đó vào. Bây giờ mình gửi request, bấm send. God damn it. Mỗi gì vậy? À, đang là get, mình chuyển post. Ok, thì mình thấy ở đây status là 200. Hơi bị là ổn rồi. Thì đây nhìn thấy luôn, nó segment đúng như sự như mình mong muốn. Thì đây chính là một cái serve cơ bản của cái bento mà nào. Nhưng mà bây giờ thì mình muốn dockerize nó, hay là mình muốn view được cái bento. Mình vừa nãy mình có cái model của nó, xong rồi mình serve luôn cái model đấy, nhưng mà mình có thể muốn làm một cái là view cái bento của nó. Thì cái view bento ở đây thì mình sẽ cần một cái file bento file.yaml, viết chính xác là bento file.yaml, nó kiểu giống Docker file.
file YAML thì các chắc là các em biết rồi, bởi vì mình đụng đến file mình đụng đến 2-3 hơi nhiều. Thì cái ok service ở đây, service segment chính xác là cái service ở đây chính là cái file service ở đây và ship segment một lần nữa nó chính là rồi chính là cái service mà mình đã specify bằng method mà nó service. Xong cái label này thì em thích để nào được, anh để on tên mình stage def string em thích để nào. Xong rồi anh sẽ cho vào các file mà mình cần, thì ở đây mình chỉ cần mỗi cái file service.py thôi. Nên tôi cứ up hết cái file này, nó sẽ là dạng pattern theo nó đưa hết tất cả file.py vào vào đây là vào cái mental. Thì mình chỉ cần đưa những cái mà mình cần thiết thôi. Ok, thì ở đây anh cũng có specify luôn các requirement của nó bằng đây, theo như trong cái file service.py này thì nó có những cái package là OpenCV, NumPy, PyTorch, Augmentation này, cái bento mà nói thì mình hỏi bởi vì cái này là bento rồi. Thì bây giờ anh specify đúng 4 cái phần x ở đây. Bây giờ không, thì anh đã thử chạy cái Docker này rồi nhưng mà giờ vẫn chưa chạy xong này. Cái Docker nó đang build. Thì bây giờ thế nào? Em đây anh này luôn. Ở đây sau khi lúc mình request, mình anh request rồi nó in ra một đống thứ này. Anh còn chẳng biết nhìn cái này cái gì, thôi đó là bỏ qua. Mình sẽ dừng, anh sẽ dừng luôn cái shopping này. Chờ một tí. Thế bây giờ ok, mình có model rồi đúng không? Model. Ok, mình có cái model rồi không? Thì bây giờ mình sẽ tặng cái bento này. Mình thì bây giờ mình sẽ ok vào luôn cái anh đang ở trong cái folder bento mà này chứa cái file YAML bento file kia rồi nhé. Bây giờ anh sẽ chạy cái lệnh bento mà build enter. Thì cái này nó sẽ đọc cái file YAML kia, bento file YAML kia và chất build, nó sẽ tạo ra một cái bento cho mình. Cái này cũng hơi mất thời gian. Một cái bento ở đây thì nó chỉ ở trên local của mình thôi. Mình muốn dockerize nó lại thì mình sẽ thì nó có một cái lệnh riêng, nó có một lệnh lệnh nặng nuôi cho mình. Ok, anh build xong một cái bento xong rồi, nó đưa anh một cái tab bento trên effort segment, bởi vì anh để nó tên như thế. Đây effort segment rồi nó chạy người này cái service này. Thì bây giờ mình muốn list ra được cái các bento này thì bây giờ chỉ cần bento mà nó list. Ở đây nó xuất hiện hai cái bởi vì anh có chạy một cái trước. Thế đây nó cũng có chỉ cho mình một số phương hướng có thể đi ra tiếp theo. Nó có đây, nhìn rõ ràng containerize your bento, tức là cái này nó sẽ là docker hóa cái bento của mình. Nó cũng chỉ cho mình luôn lệnh đây này, mình bento mà là containerize, xong rồi thêm cái tag của nó. Đây, nhìn cái tag ở trên này, tag ở dưới này, cái tag trên này y xì nhau. Cái lệnh bento mà nó push này, tức là mình sẽ push lên cái cloud này là Yacht AI ấy. Thì hiện tại là anh chưa có đăng ký cái tài khoản, thế nên chưa có cái demo để vội. Đây về thì anh build xong rồi nhá. Cái đây là cái lệnh mà sau khi anh chạy cái bento mà nó containerize về cái tag mà anh đã về cái bento mà anh đã chạy trước là đây nó xuất hiện hai cái thì anh đã chạy cái dưới rồi. Đây này đang chạy cái dưới. Cái này hơi mất thời gian, hôm qua anh chờ 3000 giây.
thế đấy, ngồi và chờ. Đây một cái nữa mà anh cần nói là nó có cái tab locker này, thì cái này là anh mới thêm vào đây, bởi vì anh lần trước anh không có cái locker này thì nó cái docker file của mình lỗi khi lúc anh docker run, anh mới issue trên cái GitHub của người ta thì người ta đề xuất thêm cái này vào, thì anh mới thêm và đặt thử xem có chạy không. Đây là cái nó sắp build xong rồi, là cái docker sắp xong rồi. Thì cái exporting layer này nó sắp xong. Cái docker file nó dài lắm. Trời rộng. Ok, build xong rồi. Nó bảo là không nên edit. Mình và mình cắt và cái docker file này nó khuyên là đừng edit, thế nên thôi. Cái docker file này của nó thì nó tự tạo, mình không cần phải viết gì cả. Mình chỉ cần biết là anh có cái docker file này rồi. Thì ok, anh chạy xong cái docker con cái bento containerize rồi. Bây giờ thì anh thử run xem nào. À đây, docker images. Đây. Còn mini cái câu nó vừa mới tạo một cái bên nó vừa mới tạo cái image như này, bây giờ anh thử chạy nó xem. Đây, còn thường run để anh để muốn làm nhiều lắm và mỗi lần cái tên chọn những chức năng nào chính để làm thôi, muốn làm nhiều lần sau bạn chữ T là nó ra cái T đúng không? Các bạn run. Chữ bạn thôi tóm lại cứ ấy cái tác mà bạn. Có tên nữa đã có đâu. Đây là mình run mấy run. Ok, anh thử run cái image của anh nhé. What the fuck? Ui, bỏ lại. Đúng không? Nhưng mà comment note ở trên này là một. Hay là bây giờ này đi. Anh vừa có một cái bento mới. Bây giờ anh sẽ containerize lại cái này. Bento thêm cái tab đúng không, cái này mới. Okay. Thì do vừa nãy anh build thì cái này chắc mình có nhiều cách mình sẽ chạy nhanh hơn. Ok, nó lấy cách mình sẽ chạy nhanh. Anh nói trước là cái image này của anh nặng 5GB. Cần 5.18 mới thôi. Cái
Cái này là lỗi của người ta chứ không phải lỗi của mình đâu nhá. Thôi tóm lại anh sớp được rồi, nhưng mà bây giờ anh cần xem lại cái Docker của người ta thì đang lỗi như thế rồi. Nó cũng cho phép mình dùng cái đấy. Có, nó có trong đất mình. Mình vô được. Đấy là cái bước đầu tiên trong phần deploy, mình có được một cái API để gọi đến rồi. Và tiếp theo thì trong phần deploy mình sẽ cần một cái frontend để cho người dùng tương tác. Ở đây có bạn nào biết dùng khi làm frontend? Có bạn nào biết sang đây? Đúng vậy. Không học dần, học hết. Và bên ở đây là indicator by chấm by root, thì cái này chấm by root là cái này, là cái indicator trên này. Thôi bé chạy lại, bé nó cũng phải chạy lại. Tôi vừa xóa một cái bê tù của nó rồi, sao vậy? Phải không làm kia? Không, cái cách chỗ viết như thế này rồi. Tiếp là anh muốn trình bày những cái mà em làm được rồi. Em trình bày em đi, em trình bày. Chẳng có gì trình bày. Chẳng có gì. Làm được nhiều biết không? Sau cái bảng thống kê mới làm. Căng xịt mà ghen ghen đâu nhỉ? Thì cái em làm là xem là trong 400 cái ảnh mà mình chạy inference ra thì mình sẽ xem là trong đống đấy có cái nào là bị lỗi. Thì em đã mò tổng cộng là 103 cái ảnh và nó có 5 lỗi khác nhau. Đấy. Thì năm lỗi nó rõ nhất có những cái lỗi thì xét thì để sau. Thì trong đấu này thì thấy là thằng lỗi 1 là thằng dính vào nhau 36 cái nhiều nhất. Sau đấy cũng gần đến thì là nhận nhầm thuyền, thì những cái mà như kiểu nhìn nó giống thuyền này hoặc là nhìn nó nhỏ li ti. Cái vệt đen ở trên biển hoặc là những cái khi mà ở gần bờ thuyền ở gần bờ nó sẽ đánh dấu nhầm. Lỗi ba thuyền nhỏ chỉ đi tách được từ đấy thuyền thuyền mờ á, nó có những cái ảnh như kiểu
chất lượng ảnh không tốt là nó có sương mù đấy, thì cái thuyền nó rất là to, nó chiếm phải độ dài nó phải đến 1/2 cái ảnh, nhưng mà nó vẫn không detect được cái đấy. Mỗi năm là detect không hết thuyền, nghĩa là nó detect nó không, nó chỉ detect một nửa, là không detect được đến cuối cùng, đến đầu của con thuyền đấy, thì cái này nó không nhiều lắm, mình detect được có năm cái đấy thôi, năm cái lỗi đấy thôi. Thì đây nhận xét thì đầu tiên là cái ground truth thì thấy nó đánh hơi sai ở nhiều chỗ. Cái này thì mình nhìn đi mắt thì mình thấy. Cái thứ hai là phần lớn các thuyền cạnh nhau thì dính như cái này nói rồi là cái lỗi 1. Còn những cái lỗi còn lại thì đấy là nhiều ảnh đánh đúng nhưng mà bị chán ra nhiều. Cái là kiểu nó đánh hơi lem nhem ra như kiểu tô bút bi bị chán ra. Các ảnh có nhiều thuyền nhưng vị trí khác các thuyền nó không gần nhau, đi tách tốt. Nghĩa là kiểu trong ảnh đúng không? 7-8 cái thuyền nhưng mà 7-8 cái thuyền nó đứng không cạnh nhau thì nó đi tách không xịt cái nào. Các ảnh có sương mờ hay nhiễu đấy thì đi tách không được. Những ảnh chỉ có một thuyền thì đi tách rất là tốt, nhưng mà cứ có một thuyền nó đi tách khá sát. Cuối cùng là không có quá nhiều thuyền bị đánh thiếu, chủ yếu là bị đánh đủ ở ra ngoài thôi. Nhưng mà nghĩa là đánh thiếu nghĩa là nó đánh không hết cái thuyền như hôm nãy mình nói là lỗi 5 ấy, đánh đủ chán ra ngoài như ở trên. Đây là mình khoảng 5 cái file CFP lên. Cái inferior run là 400, trong 400 cái ảnh thì mình chọn ra 103 cái ảnh có lỗi thì là inferior run. Trong đấy thì mình chọn ra 25 cái ảnh nó có kết quả tệ, thì là mỗi lỗi mình chọn ra 5 cái ảnh, thì tổng cộng mình sẽ có 25 cái ảnh tệ, và mình sẽ chọn ra 15 cái ảnh tốt, thì tổng cộng là mình sẽ có 40 cái ảnh cả tệ cả tốt nhất trong cái đống đấy. Thì trong đấy thì mình đã em đã thì cho ra đây là ra một cái folder mới là có 3 cái set về đây. Thì cái new trend segmentation này là một cái CV mới mà nó đã vứt đi những cái image ID của 40 cái image ID mình có ở trong bad với good, để khi mà mình train lại thì mình sẽ không train 40 cái good và bad đấy nữa. Mình sẽ chỉ mình train xong mình lấy 40 ảnh, mình test 40 trên 40 ảnh đấy ở mỗi cuối mỗi cái train epoch để xem là 40 ảnh đấy mình đã xử lý được chưa, những cái tốt mình có sự đánh vẫn tốt không, và những cái xấu mình đã lại bỏ được chưa. Đấy là như thế. Thì như ở trong ebug thì mình em đã kiểu thay cái link của gọi là cái đường dẫn đến cái segment ban đầu thành bằng cái thay một cái new trend này, xong rồi đấy nó chỉ như thế thôi. Có một dòng bắt rồi, chỉ nhớ bắt ở chỗ nào nhưng mà đây trong cái đây em thay như này thôi. Thì bình thường đây nó là đến cái folder data ebug, xong rồi ở trong này kia thì em thay cái này thôi, mỗi cái này thôi, thì nó sẽ trỏ đến cái CV này. Dạ. À có, nó để gọi đến cái tập trên cái tập ảnh của mình ấy, là nó gọi bằng gọi đến dùng cái data đưa đấy. Nhưng mà cái ảnh thì là em vẫn là anh vẫn lưu ở trong volume các thứ ở trong đấy, thì em vẫn phải gọi đi cái đấy. Thế thôi, đây là phần em lock ra thì để em hoàn thiện lại, lúc em lock ra thì nó như hôm nãy em nói em lock ra nó không dễ theo dõi lắm, thì em sẽ cố lock ra 40 cái image sau một cái grid. Có thể nó sẽ hơi dối nhưng mà cố xem thử xem trông nó sẽ như thế nào, nếu có thể sẽ tìm khác. Tách nhau à, nó có cái kẽ à, vâng được rồi.
để như là nó anh thừa đâu, nó anh thừa nhưng mà nó anh thiếu thôi. Có những cái ảnh nhiều kiểu nhìn nó hoặc là em nhầm, nhưng mà em không nghĩ em nhầm. Có mấy cái nhìn rõ cái thuyền nhưng mà nó không ánh. Vâng, và anh thiếu. Nó không nhiều đến mức đấy nhưng mà nó có. Kiểu trong khoảng tầm 400 ảnh cho xem thì có khoảng tầm chục cái. Nghĩa là chưa đến 1% này. À đâu, không, để 200. Em có biết những cái ảnh này là giống, nó kiểu giống như là một cái ngoài hoa. Thì nếu mà được biết nó là gì. À, để em nghĩ là một xem lại xem có cái ID nào ra chút đánh sai loại đi luôn. Đây nhỉ? 193.000 ảnh. Và nó là nhãn, nó là quang chút. Thế nên mình phải nhìn bắt mắt mình và xong rồi mình tự đánh giá chứ không là có nghĩa là mình dùng máy rồi đấy. Không, không phải. Có. Ảnh đánh đúng là tràn nhiều à. Có, tức là hầu hết ở thì gọi là để đánh đúng luôn trong cái khung của cái thuyền đó. Hơi khó, nhưng mà yên trong hầu hết các ảnh nó vẫn hơi lem nhem một tí. Có nhiều cái lem nhem nó quá thì em thấy đấy là thì nó cũng có khoảng tầm 20-30 cái ảnh nó cũng hơi lem nhem ra quá. Nghĩa là nó phải lem nhem ra bằng kiểu 1/3 cái, kiểu cái thuyền nó chiều rộng như này, nó lem nhem khoảng tầm 1/3 cái thuyền đấy. Cái gì ạ? Cái cánh mà nó bị lem ra. Vâng. Bên cạnh nó bị lem ra phần đầu biển. Vâng, lem ra phần đầu biển. Những cái ở giữa biển nó bị lem. Giữa biển lem. Giữa biển lem. Em không biết tại sao lem. Chắc là tại kiểu cái màu biển với cả màu thuyền lúc ấy nhìn nó hơi tương đương nhau kiểu vậy. Sau lúc đấy em thấy cái background của thuyền nhìn hơi tối. À vừa của cái biển. Thế là vào xe nhé.
tìm cái chủ đề và cái background của trong cái ảnh. Em có dùng cái mask thì mask mình cho một bộ ảnh, cái mask mà mình print ra thì mua đồ ngay thì tách hai phần không bằng một rõ hơn. Xong rồi là sẽ tách hai cái background, và đấy là kiểu chúng ta tìm cái true background là kiểu phần nó chắc chắn là phần background của ảnh. Xong rồi và màu màu đen em thì muốn có một tháo màu đen ở ngoài thì em tìm cho nó màu đen chính xác ở ngoài. Cái phần đây là cảnh gốc thì cái phần chính xác màu đen ở ngoài nó sẽ nhỏ đi một tí nhá, người ta sẽ coi một cái viền viền này nó là có thể là background hoặc có thể đấy là forward là kiểu cái ảnh chính của mình, thì người ta sẽ tìm cái phần show background xong người ta tìm show forward là cái phần nhỏ hơn, cái phần là chắc chắn là cái phần forward. Thì đấy, phần như này, lại cạnh này chính là phần không biết là background hay form không. Xong rồi, người ta tách ra, người ta mắc cờ đối nhất là con tự xem thì nó được một cái ảnh có như này. Thật ra cái gì vậy? Cái kiểu gì giống như nó, cái thúc nó giúp năng lượng, nó giúp kiểu cái ảnh ấy mà màu của cái biển và cái màu ấy nhìn giống hết nhau. Nên là nó không phải tách được cái cảnh này như anh thấy, là kiểu cái tàu với cả cái thuyền, à cái biển nó nhìn bò nó khác nhau, nên là nó vâng nó nhận diện đấy là cái kiểu cái tách ra thì đấy sẽ là cái phần mình cần, thì nó đây nhận diện đấy là phần mình cần, thì đây là cái tàu bò nó giống hết cái màu biển, nên là nó tách được mấy còn mấy cái anh nó vòng phát luôn. Cái chế độ chung ê mò đủ không? Xử lý được. Cái này,
sách sẽ một cái sức quen khác của đây không là rồi đến người cần cảm cách con thường hay là sang hướng thì khi nó được một cái sức quen tạm luôn thì nó chỉ dùng một cái ở màu chủ yếu tác dụng của nó người đó được thì là chủ yếu nó kiểu sao em thấy nó cũng không xử lý được nếu mà được cái màu của nó đấy màu còn sống nó không biết tại vì nó muốn nhìn thấy tất cả vật thể đấy nhưng mà mình trong vật thể nó cho mình không phải mỗi một không có truyền thì mình chỉ lấy cái mask thôi là cái truyền trên đấy thôi để khi mình chỉ muốn nó tách cái truyền ra đấy không còn bình thường là cái ảnh đấy nếu mình chết cả cái trắng vào thì nó sẽ tách tất cả những vật thể không liên quan đến nhau ra kiểu đạn biết hay là bất kỳ các thứ nó cũng sẽ đánh viền vào trong cái đấy. Nói lên người xử lý trên cái ảnh cái. Và cái. Cái phần ảnh của mắt là một người. Vâng, bình thường người ta sẽ không nhét mắt, à, sẽ nhét cái ảnh bên trắng luôn chứ không nhét. Đúng rồi. Kéo trong đấy, về nó chạy rồi. Cái dính nhau nó chỉ có cùi cái đường khác nhìn nó thật chờ cũng không đến còn đâu 50 là nó có nhiều hai thuyền là có thể ở bên nhau vẫn cần chục nghìn 5.000 cả vẫn đi chục nghìn cả
trong cả cái pull request của em từ đầu đến giờ, thì đầu tiên là em thêm một cái resize transformation. Thì ở trong cái phần data đấy, transform chain và transform bound, thì em thêm cái thêm một cái augmentation chấm resize. Thì mình cứ để đây là 3.4, tức là nó là cỡ 1.4 với ảnh đấy. Diện tích diện tích cái model nó sẽ model nó input vào bao nhiêu output được ra đến như model thế thì em thêm hai cái này là cho sub chain cho sub bar. Thì lúc chạy thử thì nó bị dính vào một cái đấy là tức là cái điểm nó khá là cao rồi, 0.2 rồi, nhưng mà kiểu cái mass predict trông nó xấu về nó không đúng. Thì cái này là do lỗi ở cái quantity box, tức là nếu mà chưa quyết định được không ảo để em hoàn thành ạ, tức là lúc đấy nó đỡ bị chèn ép quá mạnh. Vâng, do cái extension thì do lúc đấy là em nói cái thì lúc đấy là tức là khi mình log liên quan DB mình sẽ đọc lại từ đầu, mask từ đầu, rồi sau mình vẽ lên. Và xong rồi cái đọc ảnh từ đầu đấy mình transform đơn giản ở đây, và sau mình cho chuyển qua mạng như thế thì nó sẽ, và lúc mình vẽ là mình vẽ cỡ 768, thì tức là mình train model trên cái ảnh cỡ 384 nhưng mình chuyển vào ảnh là 768 và mình vẽ 768 luôn, thì cho nên là cái đấy nó sẽ có thể bị sai. Thế cho nên là để cho nó hợp với cái model mình đã train thì ở trong cái phần transform của cái WonderVlog này thêm một cái resize nữa. Và xong rồi khi mà mình predict là mask xong rồi thì mình sẽ resize lại cái mask đấy về 768 và vẽ nó đè lên trên cái ảnh sample image mình đọc, như thế thì kết quả sẽ chuẩn hơn. Thì đấy là cái transformation. Cái này thì cái này hôm trước em có nói rồi nhưng mà vì mình không dùng cho nên là còn cần nói lại, tức là về ý tưởng thì trong mỗi cái training step với cả validation step này thì hay trải về các cái dictionary với các cái trường như này, nhưng mà tức là ban đầu nó sẽ có trường loss, trường breadth với trường target này. Thì nếu như mình cứ sau mỗi bước thì mình trải về cái nhiều cái output như này quá thì nó sẽ gây ra chẳng một nhớ ấy. Thì mình có thể giải quyết bằng cách là bỏ bớt cái prep về cái target này đi thì mình chỉ giữ lại cái loss thôi. Ban đầu thì em bỏ cả training step với validation step, nhưng mà cái validation step sau mình mới dùng cái prep về cái target này nên mình giữ lại để em chỉ bỏ trên cái training step này thôi, thì nó sẽ giúp giảm cái memory usage một tí. Thì đấy là cái video này. Cái binary seed classifier đây em chỉ đơn giản là dùng cái ResNet 34, tức là nó chính là cái mạng ResNet ở trên Torch Vision model, và mình thêm một cái lớp fully connected ở cuối để cho nó output thành một cái neuron duy nhất để dự đoán là cái tỷ lệ nó là 0:1 thôi. Và xong rồi ở trong cái classifier module thì mình gọi đến cái net đấy, và criterion thì mình dùng cái DCLogic logic loss này, và các cái thông số khác thì dùng mặc định như của người ta accuracy của cái logic này, thì ra kết quả được khá là tốt. Khi mà mình train thì mình
drop đi 105.000 ảnh không có tiền, tại vì cái bộ dataset của mình có khoảng 194.000 ảnh thì nó sẽ có 44.000 ảnh, 44.000 ảnh có thuyền, 192, 194.000 đấy, đã không nhiều rõ lắm, nhiều khoảng cứ khoảng 44.000 ảnh có thuyền và 150.000 ảnh không có thuyền. Như thế thì để cân bằng giữa số lượng ảnh có thuyền không có thuyền thì mình sẽ có hai cách. Một là mình dùng cái post switch giống như là Đức đã làm trong cái hàng này. Thì mình có thể dùng cái post switch đến số lượng ảnh có thuyền không có thuyền cho mình chia ra để đấy cái số post switch đấy. Nhưng mà em muốn làm thế cho nên là bà em sẽ drop đi 105.000 ảnh không có thuyền và có thì để ra cái số lượng ảnh không có thuyền không có thuyền nó cân bằng nhau và khoảng nó sấp xỉ 45.000 ảnh đấy, thì em drop đi 105.000 và khi mà chạy qua 60 thì mình được cái test accuracy là 0.7 và cái test shot là 0.1, tức là nó có khoảng 97% nó dự đoán được đúng ảnh đấy có thuyền không có thuyền. Thì đấy đấy mới là cái ResNet 34 là classifier, còn một cái ResNet 50 nữa thì em chưa trên thực. Nó cái đấy nó thế nào? Cái này đây. Quay lại. Nó có cái mắt kìa. Cái chỗ bên cạnh cái nếp. Bây giờ anh mà xong rồi bỏ cái năng cánh. Thì mình có thể thấy ở đây là trong cùng một cái epoch, trong cùng cái khoảng thời gian ấy, thì cái model ResNet nó đang perform tốt hơn cái model ResNet một chút, khoảng 0.1, tức là